Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giỏ sách phối hai màu đơn giản như thế này Mẫu này thì mình cũng có khâu lót bên trong ha Để làm được mẫu này thì mình sử dụng sợi dệt màu trơn Sợi dệt của mình nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.5 đến 1.75 mm Kim móc thì mình sử dụng kim hai đầu ha Ta dùng đầu số 4 tương đương với kim 2.5 mm Đầu kim này khi so sánh với sợi len nó sẽ sắp xỉ bằng sợi len ha Giúp cho mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len, kim khâu len, một tấm canvas. Ở đây mình sử dụng canvas lỗ tròn nè, giúp cho cái phần đáy túi của mình được cứng cáp. Các bạn có thể sử dụng hoặc là không sử dụng cũng được ha. Để giúp cho bên trong của mình nó được sạch sẽ thì mình sẽ sử dụng thêm lớp lót cũng như là kim khâu lót ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với mẫu túi này, cái xích đầu tiên này nó sẽ sắp xỉ bằng 1 phần 3 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân túi. Các bạn cần xác định cho mình chiều cao thân túi mà các bạn cần móc là bao nhiêu, sau đó lấy chiều cao đó chia cho 3, ta sẽ ra được cái kích thước sắp xỉ của cái đoạn xích mà mình cần móc ha. Đối với mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 25 mũi móc xích. Khi hoàn tất được cái đoạn xích đầu tiên này rồi, ta sẽ có được cái chiều dài của đoạn xích này bằng sắp xỉ 1 phần 3 so với tổng chiều cao của toàn bộ thân túi. Thì kích thước này các bạn có thể canh chỉnh theo chiều cao thân túi ha. Tiếp tục móc lên một xích, sau đó móc vào chân thứ 25 một mũi móc đơn. Và lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến những cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa ở đây nè Thì các bạn sẽ móc dấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc Để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng nè Ta sẽ có được một cái đoạn chiều dài đầu tiên như thế này Tiếp tục đến hàng móc kế tiếp móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Hàng móc thứ nhất mình có 25 mũi tạo ra 25 chân móc cho hàng thứ hai Thì 25 chân đó mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi móc đơn nè làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn Khi đã móc cho mình được đến chân móc cuối cùng rồi, tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ hai cũng có 25 mũi tạo ra 25 chân cho hàng thứ ba thì hàng thứ ba cũng làm tương tự như hàng thứ hai, mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó ta sẽ thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn đo cho mình. Kích thước của đoạn xích mà mình vừa có được nè, Ví dụ ở đây của mình vừa đo được là 13 cm. Thì các bạn sẽ nhân cho mình cái kích thước này lên 3 lần, tức là 13 nhân cho 3 sẽ được 39 cm. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn lấy cái kích thước này nhân cho 3 là 39 cm. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi chiều cao từ cái hàng móc mà mình móc đầu tiên này đến cái hàng móc cuối cùng nó sẽ bằng 39 cm là được ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Sau khi mình đã móc được cái tấm thân túi nè, độ rộng là một phần và cái chiều dài này là 3 phần ha. Thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một tấm tương tự như vậy, tức là mình sẽ có hai tấm màu trắng tương tự như nhau ha. Ở đây mình làm cái phần quai màu nâu, cho nên đối với tấm màu nâu nè, cái số hàng móc mà mình có được ở tấm màu nâu nó cũng bằng với tấm màu trắng, nhưng mà ở cái phần màu nâu mình có chừa ra bốn hàng móc để mình tạo cái phần dây quai này thì tổng số hàng móc từ cái hàng này cho đến cái hàng mình tạo dây quai nó cũng bằng với cái tấm màu trắng ha riêng bốn hàng móc nó sẽ khác nè thì cách các bạn làm như sau khi ta đã móc được nhiều hàng móc cho đến khi còn bốn hàng nữa là bằng với tấm màu trắng nè thì đến cái hàng móc cuối cùng này các bạn móc lên cho mình một đoạn dây móc xích vừa đủ để mình có thể tạo cái phần dây quai mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 60 mũi móc xích 3 4 5 6 7 8 9 10 Có được 60 mũi móc xích tạo ra được một cái độ rộng cho cái đoạn dây sách rồi nè Thì từ đây móc lên một xích Đâm kim vào chân thứ 60 móc một mũi móc đơn Và làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại ha 60 mũi móc đơn tương đương cho 60 mũi móc xích Khi móc được hết 60 mũi móc xích rồi thì tiếp tục các bạn di chuyển kim đến các cái chân móc của phần thân mà mình vừa móc được ở đây. 25 chân thì mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn ha. Thì như vậy là hàng móc của mình nó sẽ nối liền như thế này. Nó sẽ không đứt quãng mà nối liền luôn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc có cái độ dài tương tự như vậy. Sắp xếp cho mình cái phần dây này là số chẵn ha, 4 hàng hoặc là 6 hàng. Khi ta đã hoàn tất được bốn hàng móc tạo độ rộng của sợi dây rồi, các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Đây, ta sẽ có được một cái tấm có cái phần dây quai như thế này. Thì tấm có phần dây quai này các bạn sẽ móc cho mình hai tấm tương đương với nhau nha. Tiếp tục là mình sẽ tiến hành khâu phần thân túi. Sỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu. tấm có phần dây quai các bạn sẽ đặt cho mình theo vị trí như thế này đây là tấm có dây quai nè thì đưa phần dây quai qua một bên như thế này đây là cái đoạn có phần dây quai ha thì cái cạnh có cái phần dây quai bên này mình sẽ không có nẹp cái gì vào bên hông này nha mà các bạn sẽ đưa cái tấm màu trắng xuống phía dưới của cái đáy này đây đặt theo vị trí này Tiếp tục đến cái tấm màu trắng kế tiếp thì các bạn sẽ đặt cho mình chéo lên bên trên. Tức là cái đường này nó sẽ chạm với cái phần màu nâu hả? Còn tấm màu nâu còn lại nè. Dây qua các bạn sẽ đưa cho mình chéo theo vị trí ở bên trái. Và ta sẽ đặt nó ở góc còn lại hả? Mình sẽ tiến hành khâu các cái đường này lại với nhau. Mình sẽ sử dụng sợi len màu nâu để khâu cho toàn bộ phần thân túi. Để tiện cho việc cháu len thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc của màu nâu. Hàng móc gần cuối hoặc là cuối cùng cũng được ha các bạn sẽ xỏ cho mình cái sợi len này qua một vài chân móc. Khoảng tầm 3 cho đến 4 chân ha. Sau đó kéo cho mình sợi len qua. Các bạn kéo cho đến khi chạm đến cái đầu của sợi len. Thì mình sẽ tiến hành đưa kim rùi về một chân, lùi về một đường móc nha. Đây. Sau đó mình tiếp tục đâm kim qua các cái chân móc tầm khoảng 3 cho đến 4 chân nữa. Như vậy là sợi len của mình nó sẽ được cố định lại ở vị trí này. Các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình một lần nữa cho sợi len của mình nó chắc chắn hơn nè. Lùi về một đường móc, sau đó sỏ qua các cái chân móc. Sỏ ra luôn đến chân móc cuối cùng ha. Thì đoạn len của mình nó đã được cố định vô trong cái mũi móc rồi nè. Thì mình sẽ di chuyển kim đến cái chân móc cuối cùng. lúc này cái đầu len của mình nó đang nằm ở trong góc nằm chính giữa tâm điểm của bốn cái tấm này rồi mình sẽ khâu ra hả thì từ đây các bạn để ý cho mình nè ở phần màu nâu nó đã có những chân móc cụ thể rồi còn phần màu trắng lúc này nó có những cái chân móc của các cái mũi móc đơn nè thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc tương ứng với cái mũi móc đó luôn nha ta đâm kim vào chân móc nè của phần màu trắng và phần màu nâu hai chân móc đối diện với nhau kéo len tiếp tục phần màu trắng nè đâm kim vào chân móc phần màu nâu đâm kim vào mũi móc kéo lên làm tương tự cho mình cho các cái chân còn lại nha khâu tương tự cho mình cho đến hết sau khi khâu hoàn tất được đáy lên bốn góc vào chung một tâm điểm như thế này thì còn những cái sợi len thừa ở mỗi góc nè cái sợi len thừa này ta còn chưa dài ha để lát nữa mình khâu cái phần thân túi bên trên các bạn sẽ đo và cắt cho mình một tấm canvas bằng với cái kích thước giữa các cái góc mà mình chưa ra ở đây nè đây bốn góc hả, tạo ra một cái hình vuông như thế này sau đó mình sẽ tiến hành khâu cái cắm canvas này vào trong cái phần đáy túi đây sẽ có hai màu các bạn sẽ chọn cho mình màu len trùng với cái phần thân túi nha sau đó mình sẽ tạo một nút thì cách tạo nút giống như là cách mà mình cầm kim móc tạo nút thôi ha Có được một nút rồi nè Lưu ý ở cái tấm canvas á Mỗi góc các bạn sẽ cắt cho mình đi một cái khoảng nhỏ như thế này Để cho cái tấm canvas của mình nó không có bị nhọn nha Đặt cho mình tấm canvas vào trong cái phần đáy nè Chọn cho mình màu len trùng khớp với cái phần thân túi Các bạn sẽ xỏ cho mình kim vào một góc Sau đó mình sẽ xỏ luôn vào cái nút mà mình tạo đây nè Để mình cố định lại được cái sợi len ha Ta sẽ đặt cái tấm canh vát này vào trong cái phần đáy túi nè để dễ dàng hơn thì cũng có thể sử dụng cho mình những cái mẫu kẹp Mình sẽ kẹp cố định lại những cái góc để khi khâu nó dễ dàng hơn ha Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc tương ứng với lại cái tấm ca vát Đối với tấm ca vát thì các bạn có thể tạo cho mình khoảng cách khoảng tầm 3 cho đến 4 chân móc. Đâm xuống với cái chân móc tương ứng ha. Khi mà mình đâm từ dưới lên á, tức là từ mặt ngoài vào trong á thì các bạn sẽ cách cho mình khoảng một chân thôi để cho cái đường khâu của mình nó không có bị lộ ha. Đây, thì khi khâu là mình sẽ cách một chân thôi. Đường khâu của mình nó sẽ không có bị lộ. Và một chân và cái khoảng trống kế tiếp của tấm ca vát tiếp tục ha bỏ qua cho mình khoảng tầm 2 cho đến 4 chân móc ở tấm ca và khâu cho mình cho đến hết ở đây mình đã khâu được hoàn tất phần đáy vào trong thân túi rồi nè cái đường khâu màu nâu nó sẽ tương ứng với thân màu nâu ha đường khâu phía ngoài nó cách nhau một chân móc thôi nè nó sẽ giúp cho cái phần thân phía ngoài nó không có bị lộ đường khâu ha bây giờ ta sẽ khâu toàn bộ phần thân túi nè những cái sợi len thừa mà mình chừa ra ban đầu mình sẽ khâu hai mép lại với nhau thì mép này còn 3 phần. Mép màu trắng thì 2 phần ha, mình sẽ tiến hành khâu lại. Khâu 2 phần màu trắng với 2 phần màu nâu. Khâu lại như thế này thì còn một phần màu nâu bên trên. Mình sẽ chưa ra cái phần màu nâu đó ha. Tức là hai phần màu trắng với hai phần màu nâu, còn một phần màu nâu dư ra. Thì các bạn sẽ lật cho mình cái mặt trái, đưa cho mình cái mặt đáy canh bát xuống dưới nè. Lúc này mình sẽ khâu với những cái chân móc tương ứng với nhau, chân móc của thân màu nâu với chân móc của thân màu trắng hai chân móc song song tương ứng với nhau kéo lên tiếp tục hả ha? hai chân móc kế bên kéo lên khâu lần lượt tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã khâu hoàn tất được bốn cạnh thì phần thân túi của mình nó sẽ có các cái đường xéo như thế này ha nghiêng lại nè thì đây là mặt trái của sản phẩm các bạn sẽ đẩy cho mình cái mặt phải ra phía ngoài ha tức là mình sẽ lộn lại cái phần thân túi như vậy là phần thân túi của mình vừa hoàn tất ha tiếp tục mình sẽ tạo cái phần dây quai thì đối với cái phần dây quai mình có làm dây quai màu nâu nè tức là những cái tấm màu nâu mình có tạo hai cái sợi dây quai theo chiều của cái sợi dây quai ha các bạn sẽ đưa cho mình cái đầu còn lại nè mình có chừa ra một đoạn len vừa đủ dài xỏ sợi len vào trong kim khâu các bạn sẽ đặt cho mình cái sợi dây này phẳng như thế này nè theo chiều này ha thì chạm đến cái đầu của phần màu trắng mình sẽ khâu vào các cái đường móc của cái chân móc nè lúc này bốn hàng móc của phần dây quai mình sẽ khâu được với năm chân móc của phần thân màu trắng ha chân đầu tiên nè chân đầu tiên để chắc chắn hơn các bạn sẽ đâm kim cho mình hai lần liên tiếp đâm kim hai lần liên tiếp vào hai cái chân này nha để mình cố định lại được cái điểm khâu đầu tiên sau đó tiếp tục là điểm khâu thứ hai vào chân móc tương ứng với nhau tiếp tục điểm khâu thứ ba điểm khâu thứ tư và điểm khâu thứ năm cũng là cái chân móc cuối cùng của cái dây màu nâu á với cái chân móc thứ năm ha điểm khâu cuối cùng thì mình cũng đâm kim hai lần để giữ cố định lại được cái đường khâu sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa lên phía trên cái sợi dây màu nâu Và để cho thân túi của mình nó được sạch sẽ ở đây mình có khâu lót ở bên trong Thì cách khâu lót cũng đơn giản Các bạn sẽ cắt cho mình 4 tấm vải Thì tấm vải này nó sẽ tương đương với cái tấm mặt len mà mình móc ở đây Mỗi bên trừ cho mình 1cm Ở bốn cạnh ha mỗi bên trừ ra 1cm Sau đó mình sẽ khâu tương tự cái tấm vải giống như là cái phần thân của túi nè Mình sẽ có được một cái túi vải sau đó các bạn sẽ lòng cho mình cái túi vải vào bên trong và mình sẽ khâu bốn cái góc nhọn lại với nhau. Khi khâu thì nhớ gặp 1 cm của cái lớp vải vào trong và mình khâu sát mép với cái phần miệng túi. Ta hoàn tất được một cái mẫu túi xinh xắn như thế này. Các bạn có thể thay đổi màu và tăng giảm size cho mẫu túi của mình. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn thành công.